bông bông. Thank you.
Thank you.
Thank you.
chị đang giở cá ạ. Ờ, chị đang giở cá đây, khói quá. Cá này đẹp nhỉ chị nhỉ. Cái này giở mặt rồi, bây giờ chị cho mặt kia cho nó khô đi. Cá này tí chị em mình mang đi sốt cà chua thì ngon phải biết nhỉ. Ờ, em thích thì lấy mấy con vào tí nữa hai chị em chế biến xong rồi dùng bữa luôn. Là những cái con nó xe xe rồi đây này. Đấy, con ở giữa này. Được rồi, bằng này thôi, hai chị em mình thoải mái ăn rồi. Thái mấy quả cà chua chị mình hết ăn. Này ăn cơm. Cứ hết chấm nhỉ. Vâng. Tốn cơm. Cơm em ơi. Để lại cơm một chút nào. Em ăn cơm nhé. Chị ăn cơm. Ăn cơm đi. Em thử miếng cá đây rồi. Hai chị em mình chia con. Ui, thấy không? Đang có đi có lại đúng không? Vâng. Không thể. Cá ngon lắm chị ạ. Vừa vặn nhỉ? Vâng. Mạnh nhá không nhá. Vâng ạ. Thank you.
con cá nhá.
quả ớt chị ăn à? Ơ, cả chị. Em ăn đi. Em cũng ăn. Cắt cho chị, không ăn à? Hai chị em ăn. Mình phải cắn ngập răng luôn rồi. Ăn thì ngon. Cho khoai miếng em. Em cho khoai miếng. Khoai khoai. Quên nhỉ. Quên mất khoai. Bông này. Khoai. Đây bông này. No, right? No. No, no. Got it. Okay, okay, okay.